8 giờ tối, quán bar Star cũng bắt đầu trở nên đông đúc. Hàng ghế chật kín những người đã uống quá say. Theo định vị Nhã gửi, tôi cũng tìm đến được vị trí ở trong góc. Lúc này ngoài cô ấy thì còn có thêm một vài người bạn khác, có lẽ là đồng nghiệp. Nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức mỉm cười. Nghe cậu nói chuyện, mình còn tưởng là cậu không đến cơ. Lúc ấy chắc là mình muốn chết mất. Không sao, mình cũng không bận công việc lắm. Tôi nhớn mày, cười như không cười, tay đưa ra nhận lấy ly whisky. Bạn bè lâu ngày mới gặp, cũng không thể mất lịch sự đến nỗi từ chối cậu được. Vậy uống đi, hôm nay mình mời rượu là để cảm ơn cậu đã giúp mình chụp ảnh ngày hôm đó. Thật sự lúc ấy nếu không có cậu, e là hôm nay mình mất việc tới nơi rồi. Làm gì mà nghiêm trọng đến mức đó chứ. Tôi nghiêng cốc chạm với Nhã, sau khi uống cạn mới lại rút cho mình một điếu thuốc lá, đưa lên miệng hút mấy hơi dài, nhau mắt nhìn về phía khán đài. Nhã dường như ngạc nhiên với hành động của tôi, ngẩn người hỏi: cậu hút thuốc? Ừ, có sao không? Mình nhớ trước kia cậu không hề động vào rượu hay là thuốc lá, thậm chí nước ngọt cũng hiếm khi uống. Thế mà bây giờ... Sao, bây giờ nhìn mình hư hỏng hơn à? Mình không có ý đó, nhưng thật sự là mình có chút ngạc nhiên, bởi vì cậu thay đổi quá nhiều mà thôi. Thật ra ai cũng cần phải thay đổi. Nếu cứ ngu ngơ mãi như lúc 18-19 tuổi, thì cậu nghĩ liệu mình có thể tồn tại được ở cái xã hội này không? Cái này... Sắc mặt của Nhã lập tức thay đổi. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy khẽ cười. Đừng để ý quá, mình chỉ nói bâng quơ thôi. Thật ra nhiều năm ở nước ngoài, học tập và công việc khiến mình quá mệt mỏi, nên bản thân mới tìm đến mấy thứ này. Ban đầu chỉ là ngắt quãng, dần dần trở thành nghiện, bây giờ gần như không thể thiếu được nữa. À, lần trước ở buổi họp lớp, mọi người ồn ào quá nên mình cũng không hỏi được gì nhiều. Thế mấy năm qua cậu ở Anh thế nào? Có người yêu chưa thế? Mấy năm qua ấy à, cũng không có gì thay đổi nhiều lắm. Mình vẫn học tiếp chuyên ngành, xong đi làm, nhà vẫn đi thuê. Còn về mối quan hệ, đơn giản lắm, chẳng có gì mới mẻ để kể. Lần đó cậu đi đột ngột quá, mọi người trong lớp ai cũng giật mình. Chúng mình còn tưởng là cậu giận tụi mình chuyện lần đó. Chuyện lần đó là lần nào nhỉ? Xin lỗi cậu nhé, có nhiều thứ quá, mình đôi khi quên mất. Thế là chuyện cậu với cô Diễm ấy, mọi người hiểu lầm. À không có gì, quen rồi cũng không cảm thấy bỡ ngỡ lắm. Tôi nheo mắt nhìn Nhã, lần nữa lại ngửa cổ uống hết ly rượu. Lúc này bên cạnh Nhã xuất hiện một người đàn ông, có vẻ đào hoa và khá ăn chơi. Anh ta rất tự nhiên ôm lấy cô ấy, xong đôi mắt lại liếc qua tôi, tỏ vẻ thích thú. Ai đây? Bạn của em à? Vâng, cậu ấy mới từ nước ngoài về, hôm nay có dịp rảnh nên chúng em ngồi tán gẫu với nhau. Xinh quá, trẻ hơn em nhiều đấy. Nói xong anh ta quay sang tôi, nhiệt tình chào hỏi. Chào em, anh là Vương, bạn của Nhã, công việc hiện tại là người mẫu. Chào anh, tôi là Lâm. Tôi cũng gật đầu đáp lại, thái độ không hòa nhã cho lắm. Vương đương nhiên cũng nhận ra điều này, tuy nhiên anh ta dường như không để ý lắm đến chuyện tôi thế nào, vẫn nghiêng đầu nói: em là bạn của Nhã thì cũng là bạn của anh. Quán bar này là quán của anh với bạn anh hùn vốn với nhau mở ra. Tối nay em cứ vui chơi thoải mái đi, anh mời em. Cảm ơn. Đến lúc này Vương cũng không ép buộc tôi nữa, chỉ sâu sắc nhìn tôi gật gật đầu. Ghế sofa lớn bằng da rộng rãi thoải mái, trên bàn thủy tinh tinh xảo bày đầy các loại rượu và đồ ăn. Tôi không nói nhiều lắm, phần lớn thời gian đều là Nhã hỏi tôi một câu, tôi trả lời một câu, hoặc là nghe vài người bên cạnh trò chuyện, thỉnh thoảng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Ngồi được một lát, đột nhiên phía trong góc vang lên những tiếng chửi bới đầy tục tĩu. Ngay sau đó là những tiếng vỡ chai vang lên ầm ầm, rồi một đám người lao nhanh và đánh nhau ẩu đả. Tôi nâng mắt nhìn sang, thấy trong đám hỗn độn đó có một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối và mong manh, đang ngồi trong góc, cả người co rúm lại giống như một con thỏ. Trên người mặc chiếc váy trắng bồng bềnh và dài tới chân, nhìn qua thì đúng là không hợp với hoàn cảnh chút nào. Vừa lúc này cũng chạy đi can thiệp. Nhã nhìn theo bóng dáng của anh ta, lắc đầu thở dài. Những tên kia thảm rồi, cô gái ấy có một gốc cây đại thụ che chắn to lắm. Lát nữa người đàn ông đó đến
nhất định sẽ không được yên thân cho xem. Sao cậu biết? Thì chuyện này từng xảy ra một lần rồi. Lần trước cô đến đây tổ chức sinh nhật với bạn, cũng bị người khác quấy rối đến mức bị thương. Từ khi người đàn ông đó xuất hiện, anh ta làm gì? Luật ngầm, những người đó không bị đưa đến đồn công an mà bị đưa đến nhà kho của quán bar. Xong cậu biết rồi đấy, chuyện gì đến cũng đến, ngón tay nào chạm vào cô gái ấy thì sẽ bị chặt đứt. Là người yêu sao? Chắc vậy. Nhìn cách quan tâm của người đó thì thấy vô cùng bao bọc và yêu thương cô gái này. Ở đời đôi khi chỉ cần một người yêu mình như vậy là đủ. Tôi cười cười với Nhã, xong lại hạ mí mắt xuống, hút thêm điếu thuốc nữa. 8 năm qua, từ cái ngày định mệnh ấy, tôi thừa nhận mình có thể lừa được người khác, nhưng mà bản thân thì không thể lừa được. Tôi vẫn chưa thật sự quên được người đó, vẫn chưa ngừng hết yêu người đó, vẫn chỉ có duy nhất người đó, cho dù đã có nhiều chuyện đi lệch khỏi quỹ đạo. Đang suy nghĩ, quản lý bỗng nhiên đi ra đuổi hết những người khác ra ngoài. Nhã kéo tôi đứng dậy, tính muốn dẫn tôi đi ra phòng VIP, nhưng không ngờ đúng vào lúc quay người, bản thân tôi lại nghe thấy một giọng nói trầm thấp cất lên. Tay nào của mày chạm vào? Không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị. Không có tiếng hò reo đầy phấn khích cổ vũ giống như vừa nãy, cũng không có tiếng cười nhạo. Trong không khí tràn ngập hương vị kinh ngạc và sợ hãi. Những tên côn đồ đều không dám ho he. Lúc trước khủng hổ bao nhiêu thì bây giờ trở nên khúm núm bấy nhiêu. Có người còn sợ tới mức vội quỳ xuống xin lỗi. Vương là ông chủ, anh ta đương nhiên biết nếu xảy ra ẩu đả gì tiếp theo thì quán bar sẽ gánh tổn thất nặng nề, nên vội vàng đứng ra hòa giải. Anh Huy, để xảy ra chuyện này thật là tắc trách của quán em. Bọn em xin lỗi anh. Chuyện còn con này anh đừng nhúng tay vào làm gì, cứ để bên em xử lý cho, được không ạ? Xử lý? Con bé ở ngay dưới mí mắt của cậu, 2 lần bị người khác bắt nạt, tôi còn tin tưởng được cậu sao? Hay là cậu nghĩ tôi đây không dám làm gì ở địa bàn của cậu? Chuyện này đúng là do bên em đã sai, em thật lòng xin lỗi ạ. Anh xem này, Tuyền hoảng sợ tới mức này rồi, anh đưa cô đi bệnh viện xem có bị thương không. Còn ở đây em sẽ giải quyết triệt để, không khiến anh thất vọng. Tốt nhất là cậu xử lý cho ổn thỏa, nếu không cái quán bar này cũng nên dẹp đi là vừa. Lại là giọng nói quen thuộc ấy. Đầu của tôi phát ra tiếng ong ong, cảm xúc có chút hỗn loạn, giống như tay chân đều không phải của mình. Nhã liếc mắt nhìn tôi một cái, tưởng tôi bị làm sao nên vội hỏi. Lâm, cậu làm sao đấy? Trong không gian yên ắng, giọng của cô ấy vang lên khá lớn, thành công thu hút những cái nhìn của người khác về hướng này, bao gồm cả Huy. 4 mắt chạm nhau, anh dường như cũng có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Còn tôi, đập vào mắt của mình lúc này chính là cảnh anh đang ôm cô gái mỏng manh kia. Cái ôm giống như con chim đại bàng lớn, sải rộng cánh bao bọc cô ấy khỏi mưa gió bão bùng. Còn cô gái, cả người gần như dựa vào anh, dáng người yêu kiều lả lướt, vĩ như sương mai cũng chẳng phải là điều gì quá đáng. Nhưng mà cô gái này là ai? Là người trong lòng của anh hay đơn giản chỉ là bạn? Nếu anh yêu cô ấy, vậy Diễm thì thế nào? Không phải chị ta với anh sắp kết hôn sao? Rất nhiều câu hỏi nổi lên trong đầu của tôi, rất nhiều thắc mắc hiện ra. Tuy nhiên vì hiểu được vị trí của mình lúc này ở chỗ nào, vì vậy tôi cũng không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc. Chỉ khẽ thu ánh mắt lại, quay sang bảo với Nhã. Mình đau dạ dày lại tái phát rồi. Cần đi bệnh viện không? Để mình đưa cậu đi. Không cần đâu. Tôi khẽ lắc đầu, đồng thời cũng lấy điện thoại ra, đang reo chuông nhận máy. Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Linda, một đồng nghiệp làm cùng với tôi bên anh. Lâm, tôi thấy chồng cô hôn người khác. Giọng nói bên kia rất vang, đúng lúc tôi lại vặn mở âm lượng tối đa, nên rất nhiều người nghe được. Nhất là Huy, lông mày của anh hơi cau lại, mang theo một chút khó chịu không hài lòng. Vội chạy nhanh ra cửa, tôi vỗ tay lên trán để lấy lại chút tỉnh táo, sau đó trả lời đối phương. Vậy sao? Từ bao giờ? Cô cứ chụp ảnh giúp tôi đi, xong gửi lại cho tôi, được không? Tôi bảo này, chuyện lừa dối thế này là không thể nào chấp nhận được. Bây giờ cô gọi điện cho anh ta đi, hỏi rõ xem anh ta rốt cuộc muốn thế nào. Hiện tại tôi vẫn chưa xong việc, để ngày mai tôi gọi. Lát cô cứ gửi ảnh cho tôi nhé, cảm ơn. Lâm, cô làm sao vậy? Anh ta là chồng của cô, anh ta đang ngoại tình đấy. Cô không quan tâm gì hết sao? Thôi được rồi, nếu cô không muốn đánh ghen thì để tôi gửi video cho anh ta.
xem ta giải thích thế nào nhé. Được rồi, tôi sẽ tự giải quyết. Cô đừng can dự vào làm gì. Thế nhé, tôi đang bận quá. Nói xong tôi cũng mở tin nhắn của Linda ra xem. Quả nhiên trong video là hình ảnh Hùng đang ôm hôn một người khác. Tuy nhiên cô gái này lại đứng khuất trong bóng tối, không thể nhìn thấy được. Thêm nữa bức ảnh này không phải là do Linda chụp được, mà là cô ấy nhìn thấy nó được đăng nick Facebook ảo khác đăng tin lên, không biết chụp từ bao giờ. Thoát khỏi màn hình, nghĩ ngợi một lúc tôi cũng nhắn tin cho Hùng. Ngày mai tìm thời gian nhé, chúng ta gặp nhau một chút. Ngay lập tức, chỉ trong nửa phút, Hùng trả lời tôi. Có việc gấp không? Anh hiện tại đang ở Hà Nội, không về nước kịp được. Em cũng đang ở Hà Nội, anh tự tìm thời gian đi. Người tôi đang nói chuyện là Hùng, là người chồng tôi mới cưới cách đây nửa năm. Lại nói vì sao tôi kết hôn thì kể ra đúng là có chút buồn cười và vội vàng. Hùng là bạn của Kiệt, anh ta là một nghệ sĩ dương cầm, quanh năm ngày tháng đi lưu diễn. Nên từ ngày kết hôn, chúng tôi gần như không hề gặp nhau hoặc là liên lạc với nhau. Còn vì sao lại kết hôn? Chuyện này cũng là vì nhà Hùng giục cưới, chạy tang và bà nội ốm nặng. Xong tôi cũng có muốn có quốc tịch ở nước ngoài, cả hai đều có thể cho nhau lợi ích nên đã đi đến mức quan hệ thế này. Nhắn xong tôi cũng không có suy nghĩ gì, muốn quay vào nên bèn nhắn cho Nhã một tin báo về trước, sau đó bước thẳng ra ngoài. Tuy nhiên vừa quay người lại, nhìn thấy ở đầu hành lang kia Huy sững sững đứng ở đó, hai tay xỏ túi quần, đôi mắt thâm thúy hơi tối lại. Anh hỏi tôi, cháu lấy chồng rồi. Tôi nhìn thẳng Huy, miệng hơi cử động nhưng lại không nói nên lời, nên chỉ ngậm lại và cúi đầu xuống. Chồng của cháu ngoại tình sao? Chúng ta có nhất thiết phải nói chuyện này không ạ? Tôi nghẹn ngào đáp lại, ánh mắt cũng không dám nhìn anh. Huy thở dài, thanh âm ôn hòa nhưng đầy kiên quyết. Được không hạnh phúc thì ly hôn đi, cháu cố chấp ở lại làm cái gì? Hai từ ly hôn trong miệng Huy nói ra, thành công kéo tôi trở về hiện thực. Đôi mắt nhìn anh mang theo rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Đầu tiên là sững sờ, bởi vì tôi không dám nghĩ rằng sau một khoảng thời gian kéo dài 8 năm, anh vẫn quan tâm đến cuộc sống của tôi và những mối quan hệ của tôi giống như trước kia. Thêm nữa, tôi nghĩ năm đó tôi ra đi không một lời từ biệt, cả hai cũng chẳng liên lạc. Nói trắng ra là mình giống một kẻ ăn cháo đá bát. Đáng lý ra anh hận tôi mới đúng chứ, hoặc anh phải giống những người trong phim dằn vặt tôi, giày vò tôi mới đúng, chứ không phải là như thế này. Không thấy tôi có phản ứng gì trước lời nói ấy, Huy kiên nhẫn nhìn tôi lần nữa, đôi mắt kìm hãm vây chặt lấy tôi, ép tôi phải thẳng thắn đối diện, nhắc lại. Luyến tiếc à? Cháu yêu người đó như vậy sao? Nhất định phải nói đến chuyện này à? Cháu bỏ đi biển biệt 8 năm, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, chỉ để lại một biên lai trả lại số tiền để phủ sạch mọi quan hệ. Vậy chúng muốn cháu phải thế nào à? Năm đó đã thỏa thuận, khi nào cháu vào đại học thì mọi thứ cháu sẽ phải tự lo cho chính mình. Cháu đang làm đúng thỏa thuận thôi ạ. Với cả lúc ấy... Lúc ấy làm sao? Tôi cố ép cảm xúc không để chúng bùng nổ mà nghiêng đầu. Năm mới chú nói rằng chú sẽ kết hôn, cháu làm sao có thể ở lại làm phiền chú được. Lâm, cháu biết chú muốn nói gì, nhưng mà cháu nghĩ chuyện cũng qua rồi, đừng nhắc lại nữa, được không ạ? Nói tới đây, cơn choáng váng ập đến khiến tôi phải lùi người dựa vào tường để giữ lại thăng bằng. Huy nhìn thấy, bước chân nhanh chóng lại gần đỡ lấy tôi. Cháu làm sao đấy? Không sao đâu, có lẽ do bị cảm lạnh, xong uống rượu nhiều nên bây giờ có chút choáng thôi. Có phải vì hôm nay dính mưa không? Tôi rũ mắt xuống không nói gì. Huy thở dài nói tiếp. Để tôi mua thuốc cho cháu. Nói rồi anh đỡ tôi ngồi xuống ghế, sau đó chạy ra khỏi cửa hàng. Còn tôi, khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy khuất dần, sự trống rỗng trong lòng ngày càng lớn. Tôi không muốn thừa nhận, nhưng bản thân vẫn phải thừa nhận rằng bao nhiêu năm trôi qua, người chú này vẫn còn tồn tại trong tâm trí. Ngồi khoảng 5 phút, phía thang máy đối diện, hình bóng của Kiệt với mấy người khác cùng nhau bước ra. Khi nhìn thấy tôi ngồi đó, anh rất lịch sự, từ chối nói chuyện với đối tác, đỡ tôi ra xe, thắt dây an toàn. Xong cũng thở dài nói, Linda cũng vừa mới gửi ảnh cho anh xong, bây giờ em tính thế nào? Thế nào là thế nào? Cuộc hôn nhân của em với Hùng, anh cũng không phải là không biết lý do vì sao nó hình thành, phải không? Biết là biết,
Nhưng mà cậu ta cũng không thể đối xử với em như vậy được. Cứ cho là hai người không yêu nhau. Nhưng nửa năm qua em đối xử với gia đình nhà cậu ta thế nào, chăm sóc mọi người ra sao, cậu ta ít nhất cũng không thể cắm cho em một cái sừng như vậy. Nếu muốn kết thúc thì phải thẳng thắn. Được rồi mà, em không thấy nghiêm trọng lắm đâu. Anh tức làm gì được chứ? Mà mấy người kia là... Là người của bên GK. Anh hẹn họ đi ăn, nhưng được nửa đường thì Phương Ngọc Huy lại chạy đi mất. Khi đó sắc mặt của anh ta khá tệ, đoán chừng là việc gấp thật đấy. Vâng, bên họ có ý kiến gì không ạ? Họ yêu cầu em phải ở lại GK làm việc với tư cách là nhân viên công ty. Lâm à, em có muốn ở lại trong nước không? Em có quyền từ chối sao? John sẽ đồng ý sao? Nếu mà em không muốn, anh sẽ nói chuyện với John. Công ty của John lớn như vậy, cũng đâu phải là không có người thay thế em. Không sao, cũng chỉ là sang GK thôi mà, đâu phải là vào địa ngục đâu. Nếu như vậy, em sẽ ở lại trong nước khá lâu, có thể là vài năm. Lâm, liệu em có bằng lòng không? Lúc rời khỏi Hà Nội, tôi đi một lần 8 năm không quay về. Trong suốt 8 năm đó, người bên cạnh giúp đỡ, nâng đỡ tôi chính là Kiệt. Và cũng trong 8 năm đó, không ít lần anh ấy hỏi tôi là vì sao không trở về. Khi tôi cũng không hề giấu giếm mà nói rằng tại vì nơi này chứa nhiều những chuyện không vui của tôi nên tôi không muốn quay về. Cho nên bây giờ anh ấy hỏi như vậy cũng không phải là một điều gì quá ngạc nhiên. Đưa ngón tay vẽ một vòng lên cửa kính, tôi nghiêng đầu nói, không sao, trốn tránh 8 năm, đến lúc em nên đối mặt với nó rồi. Được, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, tuần sau đến GK báo anh. Báo danh, giám đốc ở bên đó sẽ sắp xếp công việc cho em. Còn về chỗ ở, trước mắt em cứ ở khách sạn đi, anh sẽ liên hệ người thuê cho em một căn hộ. Vâng, cứ như anh nói đi. Tôi mỉm cười đáp lại Kiệt, nhận lấy cốc sữa anh ấy đưa tới uống cạn. Đến khi trở về phòng, vừa mới ngồi xuống thì màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi của Huy. Đầu dây bên kia anh nói với tôi, lúc tôi quay lại thì cháu đã đi rồi. Vâng. Nhà có thuốc không? Có. Về uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi. Vâng. Tôi không trả lời Huy quá nhiều, Huy cũng không hỏi gì thêm. Cuộc gọi cứ vậy nhanh chóng kết thúc. Chỉ là bình thường bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ là thế, nhưng khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống vắng này, tôi thật sự chẳng thể nào có thể bình tâm nổi. Tôi nhớ những ngày tháng năm đó, những ngày tháng mà anh thay tôi đi họp phụ huynh, những lúc anh mua cho tôi món quà mừng tôi lọt vào kỳ thi giữa kỳ, nhiều lúc anh dẫn tôi đi ăn kem, mua quần áo ngày Tết, lúc anh dẫn tôi đến chùa Phật Sơn, và cả lúc chúng tôi cùng nhau đón sinh nhật trong chiếc xe chật chội. Tôi nhớ, nhớ rất nhiều. Buổi tối của hai ngày sau, cuối cùng Hùng cũng liên lạc với tôi và hẹn gặp ở một nhà hàng Pháp. Anh ta đến sớm hơn tôi. Khi nhìn thấy tôi thì vẫn giữ vẻ lịch sự và nho nhã vốn có. Anh hỏi, em về Hà Nội khi nào thế? Mấy ngày trước. Là vì công việc sao? Rồi muốn hợp tác với một tập đoàn trong nước. Ừ, em muốn uống gì để anh gọi? Một ly nước chanh là được rồi. Tôi mỉm cười thân thiện, chờ cho nhân viên quay đi, lúc này mới lại quay sang nhìn Hùng, nghiêng đầu nói, hôm nay em đến tìm anh là vì một chuyện, em nghĩ là anh sẽ biết. Em muốn ly hôn phải không? Nhưng mình mới kết hôn được có nửa năm, chưa kể bà nội. Phải nói chuyện với bà nội, em sẽ lựa lời để nói, anh đừng lo. Nghe tôi hỏi như vậy, Hùng lập tức lâm vào trầm tư, không nói gì, chắp tay cúi đầu. Tôi nói tiếp, em sẽ nhờ luật sư lo thủ tục ly hôn, cho chúng ta không có tranh chấp tài sản, nên anh cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Anh biết em cưới anh là vì muốn có quốc tịch nước ngoài. Thật ra anh cũng không muốn ràng buộc. Vậy tại sao chúng ta không thể tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này chứ? Chúng ta không có tình cảm gì với nhau, ly hôn cũng chẳng khó khăn. Nhưng mà anh thấy có lỗi với em. Chưa hết, bà nội cũng sẽ không vui nếu biết được sự thật. Anh có biết tại sao em muốn ly hôn không? Tại sao? Tuy anh và em không có tình cảm, cũng chưa từng chung chăn chung gối hay làm những việc mà một đôi vợ chồng nên làm, nhưng gông cụm hôn nhân đang đè lên chúng ta. Em vẫn hy vọng bạn đời của mình có thể chung thủy với mình, cùng mình xây dựng một cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa. Hoặc nếu muốn ở bên người khác thì hãy thẳng thắn nói chuyện. Như vậy em sẽ không biến thành một trò hề. Lâm, anh đã lựa chọn cuộc hôn nhân này, anh cũng nên có trách nhiệm và nghĩa vụ phải chung thủy với gia đình.
Em nghĩ là anh hiểu chuyện này mà, đúng không? Lâm à, em đừng quyết định vội vàng có được không? Tình hình bà nội thế nào em cũng biết. Bao nhiêu năm qua bà bệnh nặng, từ ngày có em nên sức khỏe của bà và tinh thần bà cũng tốt hơn, ăn nhiều hơn. Chúng ta bây giờ mà chia tay, bà làm sao có thể chấp nhận được? Còn về chuyện bố mẹ giục sinh con, anh sẽ tìm cách nói chuyện, sau đó chúng ta cũng có thể nhận con nuôi. Thế cô gái kia đồng ý làm tình nhân trong bóng tối của anh mãi sao? Anh yêu cô ấy không? Nếu anh yêu cô ấy mà không dứt khoát ly hôn với em, anh không thấy là mình quá đáng tồi tệ hay sao? Anh... Nhìn biểu cảm của Hùng, tôi không nói gì nữa, đứng dậy cầm túi rời đi. Ban đầu tôi cứ nghĩ tôi với anh ấy ngầm hiểu nhau, nhưng thật không ngờ bây giờ tôi mới nhận ra chúng tôi vốn dĩ là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau. Nếu không phải Linda gửi bức ảnh đó cho tôi, thì khi nào tôi mới biết được và trong hoàn cảnh nào tôi sẽ đưa ra quyết định ly hôn đây? Đứng ở vỉa hè ngửa đầu nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, tôi bất lực thở ra một hơi dài, sau đó bắt taxi đến bệnh viện lấy đơn thuốc của bác sĩ hẹn từ trước. Tuổi thơ của tôi không qua hạnh phúc, mẹ không thương, lại còn bị người cậu đẩy vào tình huống tồi tệ. Người đàn ông tôi yêu cũng chẳng liếc mắt nhìn tôi dù chỉ là một cái, rồi những lần bị đổ vạ, hại người. Tất cả những thứ ấy đều khiến tôi đau đớn. Nhưng báo cáo trầm cảm 5 năm trước giống như giọt nước cuối cùng khiến tôi gần như suy sụp. Tôi nhận ra đối với thế giới bạc bẽo và đầy rẫy những mệt mỏi này, chính mình dường như trở thành một thứ vô cùng thừa thãi. Sau mấy đêm trằn trọc thao thức, ngày thứ hai đầu tuần tôi cũng dậy tắm rửa, ngắm mình trong gương rồi tự cổ vũ tinh thần. Sau đó khoác lên vai chiếc áo vest đi xuống dưới, bắt taxi tới tòa trụ sở của GK. Lúc này thời gian vẫn còn sớm, cả tòa nhà làm việc vẫn còn im ắng. Lễ tân vừa đến, nhìn thấy tôi thì rất lịch sự gật đầu hỏi chuyện. Sau khi biết tôi là người của bên AC thì nhiệt tình đưa tôi vào phòng làm việc của mình, vừa đi vừa nói: "Ngày hôm qua em đã nhận được thông báo từ cấp trên đưa xuống, dặn dò là phải đón tiếp chị chu đáo. Chị là người đầu tiên được sếp em chỉ đích danh đấy. Hai người quen nhau sao?" "Không phải." "Vậy cũng lạ nhỉ. Bình thường sếp em không tự đứng ra giải quyết mấy chuyện thế này đâu, mà toàn giao cho trợ lý hết đấy ạ." "Trợ lý là anh Khải sao?" "Chị cũng biết anh Khải à?" "À thì cũng từng nghe qua một chút. Anh là một người nhiệt tình và rất hiền." Ngày đó khi Huy đồng ý làm người giám hộ cho tôi, Khải cũng biết, và anh ấy không hề khách sáo với tôi giống như ngày đầu gặp nữa. Ngược lại, anh ấy luôn coi tôi là em gái, luôn thay Huy mang đồ đến cho tôi, thậm chí có lúc còn gọi điện hỏi han xem cuộc sống của tôi thế nào, có thiếu cái gì không, có cần mua cái gì không. Tiếc là một người anh tốt như vậy cũng bị tôi gạt ra khỏi cuộc sống sau khi quyết định sang Anh du học. Cô bé lễ tân cười tươi lúc này cũng kể tiếp: "Em mới vào GK làm được một năm, nhưng em nghe mọi người nói anh Khải đi theo chủ tịch đã lâu, vừa là nhân viên kỳ cựu lại vừa là một người bạn. Nhưng anh Khải không làm trợ lý mà bây giờ làm giám đốc điều hành đấy chị ạ. Có điều anh ấy vẫn chưa có vợ nên là vẫn khiến con dân đốn tim lắm." "Vậy sao? Vậy em có thích anh ấy không?" "Em không dám thích, chỉ là ngưỡng mộ thôi. Người như sếp Khải và sếp Huy á, trầm tính khó đoán, người yêu cũng phải là người xuất sắc lắm. Làm sao mà có chuyện hoàng tử lọ lem được, chị thấy có đúng không?" "Tình yêu có phân biệt giai cấp đâu em. Em vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, món quà phía sau còn rất nhiều, đừng có nản lòng." "Em cảm ơn chị. Từ bây giờ chúng ta làm chung một công ty, nếu chị có chuyện gì cần em giúp cứ nói với em nhé, em sẵn sắt lòng." "Được." Nói xong tôi mỉm cười bước vào phòng làm việc của mình, ngồi xuống ghế hít sở thật sâu. Trước kia cứ nghĩ về nước sẽ không có chuyện gặp lại, nhưng bây giờ không những không gặp mà còn trở thành nhân viên làm việc dưới mí mắt của nhau. Tôi có lẽ cũng nên chuẩn bị cho mình một tinh thần thật thư thái và thoải mái, như vậy hiệu suất công việc mới tốt hơn, và những hỗn độn trong lòng cũng không dễ dàng bị bới móc ra để rồi đảo lộn hết cả. Cứ thế mấy ngày đầu ở GK, công việc chủ yếu của tôi là làm quen với mọi người, chuẩn bị lên một số phương án cùng kế hoạch và tìm hiểu về một số hướng đi sắp tới mà GK muốn hướng đến. Cũng may thời gian này tôi không hề gặp Khải và Huy nên bản thân không cảm thấy quá khiên cưỡng. Ngược lại, cũng quen thêm một người bạn là Trang, một người nằm trong dự án nghiên cứu. Trang là một cô gái Hà Nội điển hình, con nhà giàu, không thích xu nịnh và cũng không ghen ghét đố kỵ người khác, nhưng lại mê cái đẹp bất kể là nam hay nữ. Lúc biết tôi là người của bên AC,
Cô ấy mang đến cho tôi một cốc cà phê thay cho lời chào làm quen, xong rồi còn tận tình dẫn tôi đi tham quan mọi ngóc ngách của tập đoàn. Những cái gì nên và không nên đều nốt ra giấy nhớ, để cho tôi không khỏi bỡ ngỡ. Nhất là hôm nay, đột nhiên khi cả hai đang thảo luận về một phương án, cô ấy quay ngoắt sang nhìn tôi, trịnh trọng nói: "Quên mất, có một điều vô cùng quan trọng mà tôi chưa nói với cô." "Chuyện gì thế?" "Đấy là đừng có mơ tưởng với sếp của chúng ta là Phương Ngọc Huy nhé. Người ta đã có chủ rồi đấy." "Không phải người đẹp thì luôn được ngưỡng mộ sao?" "Ừ thì cũng đúng, nhưng mà người yêu của sếp á, ghê gớm lắm. Chị ta ấy mà, sắp đến tuổi tiền mãn kinh, nhưng mà là chúa ghen. Thế ai lởn vởn cạnh sếp hay có ý đồ gì với sếp là sẽ không bỏ qua đâu." "Cô làm ở trong, có làm ở trong tập đoàn này không?" "Làm thì không làm, nhưng mà một ngày cũng phải đến một hai lần. Lần trước có một nhân viên vì thích sếp quá mà làm cơm mang lên tỏ tình. Kết quả là..." "Là sao?" "Bị bà ta bắt gặp, ăn một cái tát cảnh cáo và bị đuổi việc. Đúng là con nhà lá ngọc cành vàng. Có bố làm ở bên văn phòng chính phủ nên chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất, muốn gì có đó." Tôi biết người cha đang nhắc đến chính là Diễm, chứ không phải là cô gái tên Tuyền ở quán bar lần trước anh bảo vệ. Chỉ là anh sắp kết hôn với Diễm nhưng vẫn đi dây dưa với người con gái khác. "Chị ta hiểu lầm thì sao?" "Năm đó tôi chỉ ở bên cạnh anh với tư cách là người cháu, thế mà chị ta đã tìm cách loại bỏ tôi. Bây giờ với cô gái kia, không lẽ chị ta sẽ làm mánh khóe gì đây?" Nghĩ tới đó tôi cũng không nói gì thêm với Trang nữa, đáp lại một tiếng ừ thật nhẹ. Sau đó tiếp tục cúi xuống nghiên cứu đề án. Mãi cho tới khi đồng hồ chỉ 11:30, cô ấy cũng đứng dậy vươn vai bảo tôi: "Cô có xuống dưới căng tin ăn cơm không? Hay là gọi đồ mang lên đây?" "Cùng đi đi, một mình ở trong phòng cũng ngột ngạt quá." "Đúng, lên xuống đi ăn. Mấy ngày nay chị cứ ở trong phòng, tôi còn tưởng là chị chán ghét ánh mặt trời chứ." "Hôm nọ có chút hơi mệt thôi." Tôi nhún vai đi về phía thang máy, vừa cười vừa nói chuyện với Trang. Đúng vào lúc này thang máy cũng mở, sau đó là một cô gái mặc váy trắng thướt tha bước ra, mà tóc dài được uốn xoăn lọn, nhìn vừa ngây thơ lại vừa mỏng manh, quả thật đẹp đến chói mắt người khác. Tôi nhận ra cô ấy, đó chính là Tuyền. Còn Trang thì dường như mới nhìn thấy lần đầu, không khỏi cảm thán kêu lên: "Chậc chậc, nhìn từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu hết, tính xương xương cũng phải ngót 2 tỷ trên người ấy." "Bình phẩm người khác là thói xấu, huống hồ người ta chưa chắc đã đi xa." Tôi vốn đang định ngăn lại thì lúc này Tuyền lại bước lại phía chúng tôi, nâng đôi mắt quan sát tôi từ trên xuống dưới, sau đó nói: "Chị là Đoàn Ngọc Lâm của IC phải không? Mới đưa anh trở về đúng không?" "Chào cô, đúng là tôi." "Tốt, hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với chị. Liệu chị có cho tôi một chút thời gian để chúng ta nói chuyện một lát được không?" "Cô tìm tôi nói chuyện sao? Tôi với cô có chuyện gì để nói à?" "Có rất nhiều, chị không ngại chứ?" Thật sự tôi vô cùng khó hiểu về việc Tuyền đến đây gặp mình. Nhưng nhìn đối phương có vẻ cương quyết, tôi cũng không có từ chối. Tôi chỉ đang phân vân. Rõ ràng điểm giao nhau giữa tôi với cô ấy chỉ có Huy thôi. Nhưng rõ ràng lúc tôi với Huy gặp nhau, cả hai đều không nói chuyện quá 3 câu. Vậy cũng không nên có lý do để khen, phải không? Bước ra khỏi tòa nhà trung tâm, phía bên kia đường là khu ăn uống phức hợp mới xây dựng mô phỏng theo kiểu biệt thự cổ. Tôi với Tuyền bước vào một nhà hàng gần đó. Sau khi tìm được một vị trí ngồi xuống, bản thân cũng hỏi: "Cô muốn uống gì?" "Không cần, tôi vừa mới ăn sáng." "Nhưng tôi thì chưa ăn. Nếu cô không phiền, tôi sẽ gọi một phần cho mình nhé." Nói xong tôi cũng không đợi Tuyền trả lời, quay đầu gọi món với nhân viên phục vụ. Mà Tuyền đợi cho người đó đi rồi cũng bắt đầu lên tiếng: "Chị Lâm, tôi vẫn chưa giới thiệu về mình, chị không cảm thấy lạ sao?" "Nếu cô muốn nói với tôi thì sớm muộn gì cũng sẽ nói. Tôi nghĩ chắc cô cũng không thừa thời gian để đến mức ngồi đây nhìn tôi ăn trưa." "Chị nói đúng." Nói tới đây Tuyền im lặng một lát rồi cũng cất giọng nói tiếp: "Tôi là Tuyền, là người yêu của anh Hùng. Chắc tôi cũng không cần phải nói với chị, anh Hùng là anh nào rồi, đúng không?" Nghe những lời này tôi cảm thấy đầu mình như bị gõ một cái thật mạnh. Mặc dù bản thân đã có sự chuẩn bị về tâm lý, nhưng cái tên Hùng phát ra trực tiếp từ miệng cô gái này lại khiến tôi trở nên ngộp thở. Tôi nhìn chăm chăm vào đối phương, khuôn mặt toát lên vẻ đài các, trang điểm tinh tế, đúng chuẩn tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Nhưng mà nếu cô ta là người yêu của chồng tôi, vậy thì cô ta với Huy là mối quan hệ gì? Tại sao trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy? Thế tôi im lặng không nói gì. Tôi lộ rõ vẻ đắc ý, nói tiếp. Tôi nói có phải không? Tôi như thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, mỉm cười nói. Nghe ngữ điệu cô nói thì tôi nghĩ có lẽ cô đang nhắc về chồng của tôi, phải không? Nhưng mà tôi thật sự không hiểu, cô đến tìm tôi là có chuyện gì? Cuối cùng Tuyền cũng không giữ nổi vẻ khó chịu. Cô ta cau mày nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Thật ra tôi muốn xem chị là người thế nào nên mới đến tìm chị. Cô tò mò về tôi sao? Không biết tôi có gì mà lại khiến cho cô phải tò mò tìm hiểu thế? Người có thể làm cho người yêu tôi ngày đêm mất ngủ, rõ ràng ban đầu có ý định sẽ ly hôn, nhưng bây giờ nhắc đến ly hôn thì đều gạt đi. Thân là người yêu, tất nhiên tôi phải tò mò chứ. À, thật ra tôi cũng khá ngạc nhiên về hành động của chồng tôi. Nhưng mà cô Tuyền này, tôi với Hùng là vợ chồng được pháp luật công nhận. Chúng tôi có ly hôn hay không thì cũng là do quyết định của chúng tôi. Cô là người ngoài, có vẻ còn sốt ruột hơn tôi nhiều nhỉ. Chị biết rõ là anh ấy không có tình cảm với chị, sao chị còn cố chấp ở bên anh ấy? Tôi nghĩ nguyên nhân vì sao tôi cố chấp hay không cố chấp, bản thân tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô. Nhưng tôi nghĩ chuyện của cô với chồng tôi, dù sao đấy cũng là chuyện riêng của hai người. Hai người nên tự giải quyết với nhau, chứ không nên đến đây tìm tôi để rồi quấy rầy cuộc sống của tôi. Chị... Tuyền nghiến răng, lúc này vẻ ngây thơ đã biến mất. Tôi với Hùng quen nhau không lâu, nhưng rất hợp nhau. Tôi trước đó cũng có nghe kể qua về chị, nhưng tôi nghĩ hôn nhân hợp đồng của hai người cũng chỉ là qua mắt người lớn. Khi đối phương tìm được người khác thì tự khắc nó sẽ được giải quyết. Không ngờ... Không ngờ làm sao? Không ngờ chị lại không biết điều. Thấy anh ấy giàu có thì bám víu sống chết không rời. Không muốn nghe tiếp những lời chỉ trích quá đà, bất giác tôi nhếch mép cười. Có thể cho tôi hỏi, năm nay cô Tuyền bao nhiêu tuổi rồi không? Tuổi tác thì quan trọng gì chứ? Để tiện cách xưng hô thôi. Để tôi đoán xem nào. Có lẽ cô cũng kém tuổi tôi khá nhiều đấy. Tôi 23. À, 23 tuổi. Tôi nghiêng đầu nói tiếp. Mặc dù pháp luật không có án hình sự cho những người làm con giáp thứ 13, nhưng cô Tuyền đã 23 tuổi. Tôi nghĩ cô cũng nên biết viết hai chữ đạo đức là thế nào và tiêu chuẩn đạo đức của con người ra sao, phải không? Chị đừng có mà quá đáng. Một người phụ nữ vì tiền mà cái nhìn cũng dám làm, chị có tư cách gì mà đứng ở đây chỉ trích dạy đời tôi? Khách khứa trong quán về lời nói khá lớn này của Tuyền mà đổ mắt lại nhìn. Tôi khẽ cười, toàn bảo cô ấy ngồi xuống. Tôi đột nhiên lúc này từ bên ngoài có mấy người vệ sĩ bước lại, nói nhỏ vào tai cô ta cái gì đó, khiến khuôn mặt vốn tái ngắt của cô ta bỗng dưng trắng bệch, liếc nhìn tôi với vẻ hằn học rồi đứng dậy quay người bỏ đi. Tất nhiên điều này cũng khiến tôi bất ngờ, nhưng bất ngờ hơn hết là sự xuất hiện của Huy. Lúc này anh chậm rãi tiến về phía tôi, sau đó tự nhiên ngồi xuống vị trí của Tuyền hồi nãy rồi hỏi tôi. Cháu làm cái gì ở đây? Ầm ĩ gì thế? À, thì cùng với người của chú nói chuyện một chút thôi. Chú yên tâm, cháu không đánh cô ta, cũng không làm gì cô ta hết. Tôi không biết cô gái kia đối với Huy là thân phận gì, nên nghĩ lại dùng từ người của chú là thích hợp nhất. Mà Huy nghe xong những lời này, anh bất giác thở dài, hai tay xoa thái dương đầy mệt mỏi. Con bé đúng là không hiểu chuyện. Cháu tính tình trầm ổn hơn và hiểu biết hơn nó, đừng có chấp nhận nó làm gì. Đương nhiên chú biết cháu không phải là người tùy tiện, không biết đối nhân xử thế mà. Nói tới đây tôi nghĩ cũng đã nói hết ý, nên định đứng dậy rời đi. Ai ngờ Huy lại từ tốn nói tiếp. Con bé là con gái của anh Minh, tên là Tuyền. Lúc nhỏ nó sống ở nước ngoài với ông bà ngoại, mấy năm gần đây mới trở về nước. Câu nói của Huy giống như một tiếng sét, khiến tôi giật mình tròn mắt ngạc nhiên. Con ư? Như vậy lúc lấy mẹ tôi, ông Minh đã có một người con riêng. Nhưng mà sao trong suốt thời gian ấy không thấy ông ta nhắc đến, và cả mẹ tôi cũng vậy. Không lẽ mẹ tôi không biết về việc này hay sao? Mặc dù nhiều thắc mắc như vậy, nhưng bây giờ đối với tôi, thân phận cô ta có gì thì cũng không khiến cho tôi quan tâm, nên bản thân cũng chỉ đáp lại Huy một cái nhún vai. Nói như vậy, cô gái đó là cháu ruột của chú? Ừ. Nếu vậy chú có lẽ cũng biết,
cháu ấy của chú đang chen chân vào cuộc hôn nhân của cháu, phải không? Trước đó tôi cũng đã biết là nó có người yêu, nhưng không nghĩ đến người nó yêu lại là chồng của cháu. Thì bây giờ biết cũng không muộn mà chú. Tôi cười nhẹ đáp lại, đồng thời cũng nâng mắt nhìn Huy. Ở tuổi 38, anh vẫn không khác trước kia là mấy. Có lẽ là do được bảo dưỡng tốt, nhưng gương mặt vẫn láng mịn, không hề có nếp nhăn. Ngay cả tóc cũng không hề có tóc bạc. Có chăng sự thay đổi của anh chỉ là tính cách có vẻ trầm hơn xưa rất nhiều, lạnh lùng hơn, tuyệt tình hơn và bớt quan tâm hơn đến những thứ không liên quan, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nghĩ tới đây, tôi cũng lấy lại bình tĩnh nói tiếp. Chú có điều gì muốn nói với cháu thì cứ nói ra đi ạ. Nghe tôi nói như vậy, Huy cũng nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. Từng tiếng gõ đơn điệu dưới mặt bàn lúc này chẳng khác gì tiếng cảnh tính cho người giờ, cho người sắp bị xử trảm. Anh im lặng một lúc rất lâu, sau đó mất máy. Lâm, theo tôi nghĩ thì cháu nên ly hôn đi, đừng tiếp tục cuộc hôn nhân này làm gì. Chú đây muốn cháu ly hôn để nhường đường cho cháu gái của chú danh chính ngôn thuận ngồi vị trí hợp pháp phải không? Chà, kẻ đáng trách thì chẳng ai trách, là cứ đi trách cái người không làm gì nên tội. Cái thế giới này sao lại bất công đến thế nhỉ? Tôi hoàn toàn không can thiệp việc của Tuyền. Tôi khuyên cháu ly hôn cũng không phải là vì dọn đường cho con bé, mà tôi nghĩ cháu không nên phí hoài tuổi xuân cho một kẻ không ra gì. Kẻ đã phản bội tình yêu thì không đáng được người khác tha thứ. Vậy sao chú không khuyên cháu gái của mình đừng có làm người thứ ba như thế chứ? Con bé ở nước ngoài từ nhỏ không thường tiếp xúc với đàn ông, tính cách nó vẫn còn ngây thơ nên chưa thể nhìn rõ được bộ mặt thật của kẻ sở khanh. Về việc này tôi với gia đình sẽ dạy dỗ nó sau. Huy nhào mắt lại, giọng nói cũng trầm hẳn xuống. Còn cháu, không lẽ cháu cứ định thế này mãi sao? Cháu đi vào vết xe đổ của mẹ cháu, sống một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc à? Sau khi làm quen với GK được khoảng nửa tháng, tôi cũng được tham gia vào tổ 4 của phòng nghiên cứu kỹ thuật tầng 29. Tổ này có khoảng 20 người, nhìn qua đều là những tinh anh được đánh giá có năng lực xuất sắc và nhạy bén. Người đứng đầu quản lý chúng tôi là giám đốc Hà, năm nay 40 tuổi, tốt nghiệp đại học Yale, gia nhập GK từ những ngày đầu thành lập. Song trước đó cũng có nhiều năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ, nên nghiệp vụ không phải là hạng xoàng. Tính cách có đôi phần nghiêm khắc, tuy nhiên đối với người mới như tôi thì vẫn vô cùng kiên nhẫn, chỉ việc cái gì không hiểu được nán lại, giải thích từng tí. Cũng vì thế mà một tuần đầu tiên trôi đi, tôi cũng cơ bản nắm được những thứ mà GK chú tâm muốn phát triển và đạt được, và những yếu tố làm sao để có thể có được một bản dự án nghiên cứu tốt nhất. Tuy nhiên, mặc dù ở công ty mối quan hệ có thể coi là khá tốt, thế nhưng mức giao tiếp của tôi cũng chỉ có thể dừng lại ở phạm trù công việc. Còn về những chuyện đời tư, tôi vẫn chưa tìm lấy được một người nào để có thể tâm sự thấu hiểu và khiến tôi tin tưởng giống như Huyền. Lại nói đến Huyền, mấy ngày trước khi biết tôi vào GK làm việc và GK là của Huy, biểu cảm của cô ấy chẳng khác gì trời sập xuống, mắt trợn lên, miệng lắp bắp không thành lời. Phải đến tận 10 phút qua đi mới bắt đầu nheo mắt hỏi tôi. Thế là thế nào? Cậu với người đó thật sự đã gặp lại nhau rồi sao? Lại còn làm việc chung nữa? Hai công ty hợp tác với nhau mà. Vậy hai người liệu có... Năm đó mình đã trả hết số nợ. Nếu mà nói theo thỏa thuận thì mình với chú ấy đã không còn dính dáng gì tới nhau nữa. Nhưng mà làm sao? Huyền thở dài sau đó vò đầu bứt tai lẩm bẩm. Năm đó cậu rời đi không một lời từ biệt, chưa có đến trường tìm mình để hỏi tin tức về cậu. Lúc ấy nhìn vẻ mặt của chú ấy mình thấy nó lạ lắm ấy, kiểu như là chú ấy không thể ngờ được là cậu sẽ rời đi. Tôi có chút giật mình khi nghe những lời này, hỏi ngược lại Huyền. Chú đi tìm mình sao? Ừ, đến trường tìm cậu mấy lần, nhưng mà chúng mình cũng không biết được cậu đi đâu, làm sao mà trả lời được chú ấy chứ. Sau đó chú ấy cũng không đến nữa, mà cô Diễm cũng xin nghỉ dạy ở trường luôn. Rồi sao chứ? Sao cái gì? Mình chỉ cảm thấy cô ta đúng là hèn hạ, rõ ràng là người trưởng thành mà lại dùng đến cái trò ngớ ngẩn để hãm hại học sinh của mình. Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế, mắt nhìn xuống cốc cà phê đang bốc khói nghi ngút đặt trước mặt của mình. Đôi lông mày nhíu lại, mang theo một chút khó chịu. Sự việc năm đó thật ra Diễm cũng làm với tôi. Nếu mà xét về góc độ là bạn gái, thì
thì chị ta cũng không hẳn là sai. Dù sao thì tôi với Huy cũng không có quan hệ huyết thống, tôi cũng chẳng là một đứa trẻ, làm gì có ai yên tâm được. Khi tới đây tôi cũng bảo với Huyền, được rồi, mọi chuyện qua rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa. Bây giờ mình cũng đâu còn liên quan đến họ đâu. Cậu có chắc là chị ta để yên cho cậu không? Cậu nghĩ lại đi, ánh mắt chị ta nhìn cậu cái hôm họp lớp ấy, thật sự là hận không thể cất đi cậu một lần nữa. Đây là chuyện của chị ta, bây giờ mình đã 27 tuổi, đâu sẽ để cho người khác bắt nạt chứ. Đối với câu trả lời của tôi, Huyền tất nhiên không hề cảm thấy hài lòng. Cô ấy quan sát một lúc, sau đấy liền tra hỏi tiếp. Mình hỏi thật này, cậu còn yêu người đó không? Gặp lại nhau cậu có thấy cảm giác ngày xưa ùa về không? Không còn. Tôi vừa cúi đầu nhìn điện thoại, lại vừa đáp trả với ngữ điệu cứng rắn, khiến cho Huyền nghẹn cả cổ họng. Cô ấy đứng bật dậy, giật lấy chiếc máy đặt xuống bàn, nét mặt nặng nề kìm nén, biểu cảm vẫn vô cùng nghiêm trọng. Mình không đùa đâu Lâm, nếu cậu cảm thấy quá cô đơn và muốn tìm một tình yêu, một người phù hợp, thì mình giới thiệu cho cậu mấy người đồng nghiệp của mình. Yên tâm đi, họ đều có đạo đức tốt, không có em gái mưa hay là chị gái giọt nào hết. Còn người đàn ông kia, cậu quên đi được không? Thì mình đã quên rồi mà. Về chuyện tình cảm, mình tự có quyết định của mình, cậu không cần phải lo lắng quá đâu. Nhưng mình biết là cậu quan tâm mình, biết cậu sợ mình bị người khác lừa gạt. Nhưng mà cậu yên tâm đi nhé, bây giờ với mình ấy thì công việc là quan trọng nhất. Còn tình cảm, đôi khi nó không có lại là điều tốt đấy chứ. Từng lời muốn nói ra đều bị tôi cố gắng dùng mọi cách ngăn chặn lại. Huyền cuối cùng cũng bất lực thở dài, gật đầu coi như là xong chuyện. Tuy vậy cô ấy vẫn không quên dặn dò tôi rất nhiều điều, cũng như những vấn đề rắc rối có thể xảy ra trong quá trình làm việc. Đặc biệt sau khi phát hiện tôi sẽ phải ở lại Hà Nội vài năm, cô đã ngỏ lời tôi chuyển đến ở cùng cô ấy. Nhưng mà tôi cũng không đồng ý, bởi vì tôi biết gia đình cô ấy vẫn chưa bao giờ muốn cô ấy kết bạn với tôi. Nếu mà ở chung bị bắt gặp, cô ấy cũng sẽ phải gặp rắc rối. Tiếng nói chuyện cùng với những tiếng cộc cộc vang lên cũng kéo suy nghĩ miên man chạy dài bị cắt đứt. Tôi lúc này cũng giật mình thoát khỏi, ngẩng đầu nhìn lên. Buổi sáng hôm nay GK có một cuộc họp với chủ tịch để báo cáo tiến độ cũng như là đưa ra những phương pháp thiết thực nhất và xin ý kiến của lãnh đạo để có thể làm việc tốt hơn. Lúc này ở phía ghế giữa, bóng dáng của anh vẫn đang ngồi nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào tôi, cứ nhìn chăm chú tới mức tôi cảm giác lồng ngực của mình gần như bị bóp đến mức ngạt thở. Cũng may là anh không dừng lại quá lâu, bởi vì 10 giây sau anh cũng chuyển hướng ra hiệu cho thư ký bật màn hình lên. Trong nháy mắt, những tài liệu có liên quan đến đề án của RO03 đều hiện lên trước mặt mọi người, từ việc phân tích ưu nhược điểm đến những thứ rườm rà không cần thiết, rồi đến những chi phí và bàn dựng có hoàn hảo hay không, rồi đến kế hoạch sản xuất và tuyên truyền, anh đều rành rọt nói giống như người đọc thuộc. Cuối cùng sau 20 phút, anh ném cho tất cả một câu hỏi. Giữa năm sau, GK dự định sẽ đưa ra một loạt các sản phẩm công nghệ AI để đưa vào thử nghiệm. Mọi người trình bày ý kiến một chút cho tôi nghe, xem ai có ý tưởng gì khác không? Huy vừa dứt lời, sau một phút im lặng, tôi nhìn thấy Hoài, nhân viên của tổ 1 đứng dậy đến bên màn hình bắt đầu trình bày. Hiện tại, ngành công nghệ trong nước vẫn chưa được phát triển. Nếu sản phẩm quá phức tạp thì chúng ta cũng không đủ kinh phí và nhân lực để làm. Chưa kể là còn có thể rủi ro xảy ra cao. Nên tổ chúng tôi đề xuất là chúng ta nên tập trung nghiên cứu sản phẩm hỗ trợ cuộc sống hàng ngày, giống như giao hàng tự động, quét dọn. Chi phí vừa ít mà cũng đơn giản, không tốn quá nhiều nguồn lực. Nghe những lời nói này, tôi bắt đầu mường tượng ra được ý của Hoài. Bản thân đang định giữ im lặng đến cuối cùng thì bất ngờ bản thân lại bị gọi tên. Cô Lâm, ý kiến của cô thế nào? Tôi giật mình nhìn lên, mất vài giây mới ổn định lại được tinh thần, hơi nghiêng đầu đáp. Chuyện này tôi nghĩ ý kiến của tôi so với chị Hoài còn non kém hơn nhiều. Không sao, mỗi người có một thế mạnh riêng, đều có thể nêu ra ý kiến của mình, cô cũng không ngoại lệ. Vâng, và tôi xin phép nói ra suy nghĩ của mình, hy vọng mọi người đừng chê cười. Nói xong, tôi cúi người bật PowerPoint của mình lên, sau đó bắt đầu nói. Ngày trước tôi cũng đã từng có thời gian được thực tập ở một bệnh viện nằm trong top thế giới, đã từng tiếp xúc và tận mắt chứng kiến qua rất nhiều sản phẩm robot mà nước họ chế tạo. Lúc ấy tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc muốn chế tạo ra một robot
hỗ trợ các bác sĩ trong quá trình phẫu thuật. Robot này sẽ được điều khiển bằng máy tính dưới dạng 4 cánh tay cơ khí, có thể di chuyển tự do và xoay theo mọi hướng. Đặc biệt, robot này sẽ được trang bị đầy đủ camera thông minh cho hình ảnh 3D rõ nét. Cánh tay phẫu thuật linh hoạt và nhanh nhẹn hơn cổ tay bác sĩ, có thể phẫu thuật ở những vùng cơ thể mà bác sĩ không thể thực hiện được. Chưa hết, công nghệ phẫu thuật hiện đại từ robot sẽ giúp việc mổ cho bệnh nhân an toàn và chính xác hơn, giúp bệnh nhân giảm các biến chứng, tai biến sau mổ với tỷ lệ cao hơn so với phẫu thuật bằng kỹ thuật khác. Nói một tràng về những suy nghĩ của mình, sau nửa giờ, mọi thứ cũng kết thúc. Tôi mỉm cười trở về chỗ ngồi xuống. Chàng nháy mắt với tôi tỏ ý tán thưởng, để giám đốc Hà cũng tỏ ý hài lòng. Duy nhất có vị tổng giám đốc là vẫn mặt lạnh, chẳng lộ thái độ gì. Mà tới khi một phút trôi qua, đàn ông ấy mới bắt đầu cất giọng trầm trầm của mình. GK bỏ tiền ra thuê mấy người về đây làm, nhưng lại không một ai có một ý tưởng này táo bạo bằng một nhân viên của một công ty khác gửi đến. Ngay sau câu nói ấy, tất cả mọi người trong phòng họp đều im lặng, đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Không một ai dám thở mạnh, cũng không một ai dám ho he động đậy, bởi vì hơn ai hết, chúng tôi đều rõ vị hoàng đế kia đang nổi giận. Thấy một màn trước mắt, Huy nhíu mày. Tôi nghe thấy anh ấy nói tiếp, nhắc lại cho mọi người nhớ. Các đã bỏ tiền ra thuê các người đến làm việc, làm nhìn thấy các người phát huy từng ngày, chứ không phải liên tục dậm chân tại chỗ. Một dự án mà không có điểm gì bật phá trong suy nghĩ, tốt nhất là nên quay về tự kiểm điểm bản thân của mình đi. Anh quét mắt nhìn chúng tôi một lượt chăm chú và không tiếp tục mở miệng nữa. Căn phòng rơi vào trầm lặng một lúc, có tưởng là phong ba bão táp sẽ kéo đến. Nhưng may mắn đúng tại thời điểm ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, giống như một hồi chuông cứu hộ. Không biết người bên kia là ai, thấy sắc mặt của anh hạ nhiệt hẳn, anh nói nhẹ. Ừ, tôi biết rồi. Cuộc nói chuyện lần này kéo dài tương đối ngắn. Sau khi cúp máy, Huy cũng đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Mà mọi người chờ đến khi bóng dáng cao lớn ấy khuất hẳn, tất cả mới dám thở phào. Trang ngồi bên cạnh quay sang tôi lẩm bẩm, thấy chưa, đẹp trai nhưng còn lạnh hơn cả tảng băng ở Bắc Cực ấy chứ. Bất cứ lúc nào cũng có thể xử trảm, tốt nhất là nếu cô có tâm tư gì thì nên thu lại đi. Tôi có tâm tư gì chứ? Tôi cười như không cười. Có lẽ thái độ tỏ ra quá bình thản nên Trang cũng quyết định không nói gì thêm nữa, nhanh chóng đứng dậy trở về chỗ bàn làm việc, làm nốt bảng thiết kế. Thật ra ý tưởng này của tôi đã có từ cách đây mấy năm, nhưng tôi không nói với ai, bởi vì tôi biết nếu muốn thành công thì cần phải có một nhà đầu tư chịu bỏ ra kinh phí và chịu chấp nhận thất bại. Mà điều này thì rất khó. Thật không ngờ, sau một thời gian cất vào góc hộp, bây giờ nó được tôi mang ra trình bày với Huy. Cứ thế tôi ngồi tính toán thông số đến 5:30, cũng định bụng muốn về rủ Huyền đi ăn thì đột nhiên giám đốc Hà bước lại bảo tôi, cậu Huy muốn xem bản thiết kế của cô, cô mang lên phòng của cậu ấy đi. Gấp vậy sao? Không phải là không duyệt sao? Nó sẽ đã bảo cô mang lên, tức là có hứng thú với nó rồi. Cô cứ thử mang lên xem, nếu thành công thì công cô sẽ lớn lắm đấy. Nhưng tôi vẫn còn chưa xong hết, bản nháp còn chưa xong, sao có thể lên bản hoàn chỉnh được chứ? Cứ mang lên đi, có còn hơn không. Yên tâm, sếp chưa bao giờ nặng lời với phụ nữ đâu. Tôi biết rồi, tôi sẽ mang lên. Thế tôi thỏa thuận. Giám đốc Hà cũng không hề tỏ ra khó chịu, chị ta nói thêm, cậu ở tầng cao nhất, ở trên đó chỉ có mỗi phòng của cậu ấy thôi. Tôi hiểu. Vậy thì lên đi, đừng để cậu ấy đợi lâu. Lúc biết vào GK, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với Huy. Tuy nhiên không hiểu sao bản thân mỗi lần đối diện với anh đều cảm thấy áp lực vô cùng. Thậm chí tôi nhận ra, dù tôi có ra ngoài đời vùng vẫy thế nào, thành công thế nào, mạnh mẽ hơn trước thế nào, thì đứng trước mặt anh, tất cả những thứ kia đều không đáng một phân lượng. Tầng 40 là tầng cao nhất. Lúc lên tới nơi, thư ký đã về. Tôi chậm chạp tiến về phòng chủ tịch, đưa tay gõ cửa. Rất nhanh từ bên trong truyền ra giọng nói trầm trầm, vào đi. Nghe giọng nói này, tôi cũng vặn chốt cửa, đẩy bước vào, nói với anh, giám đốc Hà bảo cháu mang bản thiết kế để cho chú duyệt. Nghe thấy giọng nói của tôi, lần này Huy cũng chịu ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi đứng ở đó, ánh mắt của anh chỉ hơi dừng lại một chút, sau đấy à lên một tiếng như không có gì, rồi nói,
ra ghế ngồi đợi tôi một chút. Chỉ tay về phía ghế sofa, Huy sau đó cũng ngồi xuống đối diện với tôi, mắt chăm chú lật dở từng tờ tài liệu cùng với quan sát bản vẽ. Chúng tôi không ai nói chuyện, cả căn phòng rộng lớn lúc này chỉ toàn là tiếng soạt soạt của động tác lật giấy. Tĩnh mịch đến mức mỗi giây mỗi phút đi qua là lại cảm thấy sự ngột ngạt bị đẩy lên. Một lúc thật lâu trôi đi, khi mà tôi nghĩ mình nên nói gì đó, anh ấy cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng những gì anh nói không vội liên quan đến công việc. Năm đó cháu học trường y, tại sao không làm bác sĩ mà chuyển sang làm kỹ thuật? Không phải cháu có ước mơ là thành một bác sĩ sao? Lắng nghe không thiếu một từ, sống lưng của tôi hơi cứng đờ. Ánh mắt dừng lại ở chiếc bút ký trên bàn. Đúng là trước đó cháu có ước mơ như vậy, nhưng sau này cháu cảm thấy mình không thích hợp nữa, cho nên... Nên làm sao? Cho nên cháu thấy, dù là ở công việc gì, biết là nó có thể cho cháu được thu nhập để trang trải cuộc sống, thì cháu đều bằng lòng. Nghe tôi nói như vậy, hàng lông mày của Huy cũng không nhìn ra một chút tâm tình dao động hay biến đổi, nhưng giọng nói đã trở nên xa xăm hơn. Vì sao lại lựa chọn sang Anh du học? Phòng làm việc của Huy ở tầng 40 có hai bức tường được làm bằng kính, nên ngồi vị trí ghế sofa có thể nhìn ngắm được toàn cảnh Hà Nội về đêm. Tôi đưa ánh mắt xa xăm nhìn vào những ánh đèn nhấp nháy bên ngoài. Giọng nói vang lên thật nhẹ. Vì cháu thích đất nước đó. Rồi từ đây tôi xoay người lại, cố gắng nở ra một nụ cười thật tươi hướng đến anh. Thật ra khoảnh khắc này tôi rất muốn nói với anh rằng tôi biết anh sinh ra và lớn lên ở Anh Quốc, nên tôi đã đến đất nước chứa đựng tuổi thơ của anh. Tôi biết ước mơ của anh là muốn trở thành một bác sĩ ngoại khoa, nên đã cố gắng học thành bác sĩ. Tiếc là ước mơ của anh tôi lại không thể thực hiện giùm anh được nữa rồi. Qua gần 10 phút sau, sau câu trả lời đó, ánh mắt của Huy vẫn không rời khỏi tôi. Cái ánh mắt chứa đựng nhiều cảm xúc khiến tôi không thể nào nói được thành lời. Cũng may sau vài giây, anh không hỏi thêm gì mà cúi đầu nghiên cứu bản thảo mà tôi đưa ra. Mãi cho đến khi chuông cửa vang lên thì mới trầm giọng nói tiếp. Sao lấy đồ ăn đi, tôi đặt đồ ăn rồi đấy. Ăn xong chúng ta bàn bạc tiếp. Chú đặt bao giờ thế? Vừa thôi. Nói xong anh cũng hất cằm lên ra hiệu. Tôi ngoan ngoãn đặt bút xuống rồi đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài quả nhiên là thư ký của anh. Anh ta không bước vào mà chỉ đưa cho tôi hai hộp cơm được đựng trong túi giấy và nói. Phía bên nhà hàng giao đến, cô mang vào đi. Cảm ơn anh. Tôi khẽ gật đầu đưa tay nhận lấy. Chỉ cho có vậy người thư ký cũng xoay người. Chẳng nán lại lâu thêm chút nào, tiếng bước chân cộc cộc vang lên rồi rất nhanh biến mất trong cái không gian 40 tầng. Nháy mắt liền trở về trạng thái tĩnh mịch đến nặng nề. Xoay người lại, xách túi giấy đặt dưới mặt bàn, tôi không ngượng ngùng gì cất giọng ngay. Đoàn của chú đến rồi. Huy đang ngồi phía đối diện xem máy tính, lưng hơi còng, mấy sợi tóc đen nháy mềm mại trên trán rũ xuống càng khiến cho anh thêm nổi bật. Ánh điện mờ mờ hắt từ màn hình lên trên gương mặt của anh, soi rõ làn da màu đồng không tì vết, đến một cái lỗ chân lông cũng không nhìn thấy. Nếu mà để so với toàn bộ cánh đàn ông ở trong GK thì có thể chắc chắn không một ai có thể đè bẹp được người này xuống. Mà bên ngoài có khi cũng rất ít, cho dù hiện tại anh đã bước sang tuổi 38. Sau khi nghe tôi nói như vậy, Huy cũng ngẩng đầu lên, chậm chậm nhả ra mấy từ. Ngồi xuống ăn đi, cháu không đói, có món cháu thích đấy. Công ty mình có đãi ngộ ngoại lệ tốt với nhân viên như thế này sao? Ngoại lệ? Thì nhân viên được tăng ca cùng chủ tịch, lại còn được chủ tịch mua cơm cho nữa này. Tôi với cháu là nhân viên với ông chủ đấy à? Cháu... Tôi nghẹn họng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nếu trước kia, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi thật sự là như vậy. Nhưng bây giờ liệu chúng tôi còn có thể sao? Anh sắp cưới người khác, anh cũng có cô cháu gái ruột thật sự. Với một kẻ không máu mủ ruột già, xa lạ, đến người xưng còn không bằng, thì còn kiếm được mối quan hệ nào đây? Người từ đó tôi chỉ biết thở dài hướng đến Huy nói. Được, chú đã có lòng thì cháu cũng xin có giả. Dù sao lãng phí đồ ăn không phải là chuyện tốt. Tôi thả lỏng vai, vừa tay lấy thức ăn trong túi giấy để lên trên mặt bàn. Huy gọi đồ của nhà hàng Whoopi, chỗ này ngày trước anh đã từng đưa tôi đến. Giá có hơi đắt một chút, nói về chất lượng thì ít nơi nào có thể bằng được. Nhất là những món buffet, tôi là người không có bất kỳ sở thích nào cũng phải trở nên mê mẩn.
Hồi đó mỗi lần chú đề nghị đưa đi ăn thì đều chỉ muốn đến đó. Sau này khi sang nước ngoài, những lần nhớ đến tôi đều tìm đến quán buffet để ăn. Nhưng dù ăn rất nhiều nhà hàng thì vẫn không thể nào tìm được hương vị của ngày trước. Nghĩ tới chuyện cũ, tôi không tránh khỏi nặng lòng. Tốc độ ăn có lúc nhanh, có lúc chậm. Lúc xong xuôi, bản thân định bụng chở Huy để dọn cùng một thể thì Hùng lại gọi điện đến. Anh ta nói với tôi: Lâm, gặp nhau một chút được không? Anh có chuyện muốn nói. Tôi nhìn đồng hồ đã 8:30, rồi lại nhìn Huy vẫn đang chăm chú với mấy món ăn trước mặt. Bản thân chậm rãi bước lại về phía cửa kính rồi nói: Hôm nay không được rồi, em phải lại tăng ca. Anh muốn nói chuyện gì sao? Em đã nhận được đơn ly hôn của luật sư gửi đến rồi. Anh... Tốt, nhận được rồi thì anh xem qua giúp em, rồi sau đó ký vào nó. Yên tâm, chúng ta không có gì chung, nên không có chuyện tranh chấp, chia chác. Nếu thuận lợi thì chỉ cần 1 tháng là xong rồi. Vừa nghe tôi nói như vậy, Hùng ngay lập tức tỏ ra không vui. Lâm, không ly hôn không được sao? Chúng ta có thể ngồi lại để bàn bạc mọi chuyện. Em muốn nói với em chuyện gì? Em đã nói hết với anh rồi đấy, và em cũng bảo là em sẽ không thay đổi ý kiến của mình. Nhưng anh không đồng ý, em hiểu không? Anh không muốn ly hôn. Bà nội bà biết thì bà sẽ... Anh không nên nói dối bà. Tôi thở dài, tay ôm trán đầy mệt mỏi. Em đang bận lắm, không thể nói chuyện này được. Khi nào về em sẽ gọi lại cho anh. Lâm, em bảo rồi đấy, em đang bận. Tôi hạ thấp giọng. Sau khi để cho Hùng lời nói lời đó xong, cũng không chờ đợi anh ta trả lời nữa, xoay người đi vào. Lúc này Huy cũng đã ăn xong, mắt thì đang chăm chú nhìn một loạt số liệu đang nhảy liên tục trên màn hình, không ngẩng đầu mà hỏi tôi: Có chuyện cần phải về sớm sao? Liệu có được không ạ? Tôi đánh giá cao dự án và bản nghiên cứu sản phẩm của cháu. Dạ. Không còn phải là cô gái 18 tuổi với bao mơ mộng hão huyền, nên tôi hiểu có những việc nào quan trọng cần làm trước và việc nào không cần làm trước. Lúc tôi về nước, mục tiêu của tôi là ký kết hợp đồng được với GK và tìm kiếm sự hợp tác lâu dài. Tôi bây giờ đã được Huy cho tham gia đội nghiên cứu, để anh đánh giá cao công sức và ý kiến, tôi làm sao có thể bỏ qua được chứ. Thời gian cứ vậy trôi đi, làm miệt mài đến gần 11 giờ, Huy cũng đưa trả tôi tài liệu đã được anh ghi chú và sửa thêm một vài chỗ, sau đó nói: Trước mắt mỗi ngày sẽ sửa một ít, bây giờ muộn rồi, để tôi đưa cháu về. Cháu gọi xe cũng được mà, không cần phiền chú thế này đâu. Một mình đi buổi tối sẽ không tốt, mà hiện tại cháu vẫn ở khách sạn à? Phía công ty có tìm cho cháu một căn hộ rồi. Căn hộ ở đâu? À, ở Tham Bay. Vậy đi thôi. 11 giờ hơn, tòa nhà hơn 40 tầng đã tắt hết điện. Đứng cùng một thang máy, nhìn hai người một thấp một cao phản chiếu rõ trong chiếc gương, tôi không khỏi cắn môi. Hình này vẫn giống trước kia, tôi luôn đứng ở phía sau chú, cẩn thận nâng mắt nhìn chú cao hơn mình một cái đầu, xong rồi ảo tưởng những thứ mơ hồ đầy hão huyền. Bây giờ nghĩ lại, tự dưng cảm thấy mọi thứ thật là buồn cười làm sao. Ngồi vào trong xe, Huy mở bản đồ chỉ đường lên rồi chuyên tâm lái xe. Chúng tôi không ai cùng nhau nói chuyện. Suốt quãng đường dài, chỉ thấy người đàn ông bên cạnh nhận điện thoại công việc, hết của đối tác rồi lại sang đến bạn bè, bận rộn tới mức luôn chân luôn tay. Mà tôi thì từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn một dáng như cũ, đầu tựa vào cửa kính, nhìn ra cửa sổ ở bên ngoài, ngắm nhìn thủ đô lấp lánh ánh đèn rực rỡ. Một lúc sau anh cũng đột nhiên nói một câu với tôi: Cô ý định trở về nước làm việc không? Sao chú lại hỏi như vậy à? Ở bên đó một mình, không người thân, không bạn bè, cháu thấy yên tâm lắm sao? Cháu quen rồi. Công ty của cháu không có chuyên môn về ngành công nghệ, nếu cháu cứ làm việc ở đó, không có nhiều bứt phá và phát triển ở tương lai đâu. John rất có quyết tâm, cháu thấy ông John cũng đặt rất nhiều tâm huyết vào việc hợp tác phát triển AI với GK. Tôi không có ý định hợp tác với ông ta. Sao lại như vậy? Tôi có chút sửng sốt quay đầu lại, không nhịn được mà hỏi thêm. Cháu tưởng phía GK sẽ đồng ý nhập những lô hàng lắp ráp mà bên phía AC sản xuất chứ? Tôi đồng ý cho cháu vào GK, không có nghĩa là sẽ hợp tác. Nói tới đây, Huy cũng quay sang nhìn tôi dưới ánh đèn vàng của đèn trần, cất giọng nói. Có lẽ cháu không biết, GK có thể tự mình làm được hết mọi thứ,
từ sản xuất linh kiện cho đến lắp ráp, cho đến đội ngũ kỹ sư lập trình. Vậy chú để cháu vào GK làm với mục đích gì? Nó không đồng ý hợp tác, sao mà không từ chối cháu ngay từ đầu? Lý do là gì ạ? Tôi thấy cháu hợp với GK hơn là AC. Ý của chú là chú muốn cháu về GK làm cho chú sao? Chỉ cần cháu gật đầu thì cháu trở thành nhân viên chính thức của GK ngay. Cháu làm ở AC từ ngày vẫn là một sinh viên thực tập chưa biết gì, là ông John và Kiệt đã dạy dỗ cháu từng ngày. Cháu không thể ăn cháo đá bát như vậy được. Và nếu tôi nói là John muốn đổi cháu để lấy một dự án khác với GK thì cháu có tin không? Cháu chưa nghe thấy thông báo nào từ John về vấn đề này. Bây giờ cháu đã nghe rồi đấy. Nói tới đây, Huy cũng với tay bật một bài nhạc tiếng Anh buồn, chỉ âm lượng cho vừa đủ, xong rồi mới lại tiếp tục nói. Từ ngày mai, bản nghiên cứu về men cháu có trực tiếp mang lên phòng cho tôi. Tôi sẽ đích thân cùng cháu hoàn thành nó. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.